xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình có dịp đi ra ngoài bờ quê chơi á, chỗ nhà chị Dung á, thì thấy mấy đứa nhỏ trong xóm nó tắm sông á, nó vui quá. Thì mình xin mấy đứa nhỏ này quay phim nè. Trời ơi, biết bơi chưa nghe hay vậy. Không đi lại chỗ chị Dung thì tắm có chiếc xuồng á. Trời ơi, nó nhảy luôn. Hay vậy. Luôn. Ngày nào cũng tắm đây hả? Tắm sông. Ủa cái sông này gọi là sông gì vậy? Ngoài xứ này gọi là gì ta? Sông này chắc gọi là sông bờ quê hả? Ngọc đẹp biết trong hả? Tại anh á. Sát mấy bờ vậy nè, có người lớn ở trên bờ nè, ta coi đó, có phụ huynh lớn nè, ta coi với mấy đứa nhỏ nó cũng ít tắm á. Chị Dung nghe không? Không, cũng chờ. Cảm chờ hả? Trời dân lập vui không? Vui. Sao vậy? Anh chưa có thề. Đi. Mấy con này. Ừ. Đi. Ê, chú nói lại đi lên trời dân lập, chú không quay nè. Biết bơi chưa hả? Anh còn chưa biết bơi á, hay vậy? Coi chừng chú mới nói chuyện này. Cậu dân lập chú quay kìa. Đi ngủ đi, cậu dân lập chơi hả? Đi lên cậu dân lập chú quay kìa. Ôi nãy em nói cậu này cậu gặp ở trong hả? Không, cậu này cậu nội. Không có cái cậu nội. Không có, nãy em nói sớm này đến gì sớm gặp ở trong hả? À, sớm mà, ấp 1 phút. Ấp 1 phút thôi. Xì hả? Ê, đi lắm hả? Thôi em đi với, em đi với. Đi. Anh đi xe đạp. Đi đâu vậy? Chú quay phim của bác hai. Đi là đẳng. Còn mấy đứa nhỏ tắm mình như nó đẳng. Vui vậy. Em biết bơi chưa? Biết
Trời ơi nhảy kìa, chưa nhảy quá trời vậy. Trời ơi nhảy kìa. Trời ơi biết bơi luôn hả? Em biết bơi không Phan? Rồi. Trời ơi hay vậy. Quá hay luôn, mấy đứa này nhỏ này biết bơi tài giỏi hơn mình á. Em biết bơi chưa? Mặc vô dài rồi, dài rồi, sát sát đó, dài rồi đi. Phan để về, để phụ với mấy đứa này dài đi. Dài được không? Mất rồi dép hả? Nè, ủa? Mất rồi dép hả? Trời ơi, đi bơi tắm xong mất rồi dép rồi. Lên hả? Trời ơi, nguy hiểm nha, lên từ từ thôi. Trời ơi, tụi nó lội qua đây luôn. Lớp mẫu gì? Mẫu giáo? Mẫu giáo biết bơi hả? Siêu vậy? Con này nguyên sớm của em hả? Còn nữa hả? Trời, lạnh không? Nãy giờ tắm lạnh không? Nhảy hay vậy? Lạnh không? Rồi bên đây lội chững chững qua đây rồi đường đi lên bên đây hả? À, sao cái áo phao vụt cái rồi? Các kiểu là sao? Không, à, đang nghiệp vui mà anh đang chơi. Vậy video này có đăng không? Có. Em đây. Ở đây vô quá nhà ông chuyện đám đông vậy. Hello tất cả hả? Đừng nói bậy ha. Ai đã dép quá, bạn này đâu kêu ai lại có lấy lộn kìa. Ủa sao nãy em gà vô nó bung ra chưa hả? Em cởi hả? Có ai lấy đôi dép của cái bạn này không kìa, trả lại cho bạn nó đi. Hả? Đôi dép của bạn này đâu, đi tắm xong rồi tự nhiên mất đôi dép rồi kìa. Ê ê ê, đừng giỡn. Trúng chết. Lội qua đó đó hả? Có đường đi lên hả? Mấy đứa này nó xin tắm sông ở dưới quê mình, tắm sông mỏng không? Chiều cây tối không còn. Mới lâu rồi. Làm cái giật mình luôn. Nguyên sớm này chiều bữa nãy đánh xanh thôi. Có học hay ai? Mới lâu rồi. Mấy năm rồi về nhớ câu nha. Coi có em chảnh hết đó. Thích không? Thích được quay không? Thích. Thích hả? Ở đây biết bơi à? Này nha, anh chưa biết bơi luôn, thiệt á, giờ anh chưa biết bơi luôn. Anh xuống nước là nó chìm hiểu biết. Ủa em tắm rồi hả? Bớt đi dễ không tắm rồi hả? Ê mấy em có ai ơi biết đôi dép của anh đó không kìa, chị chả chỉ cho anh ta đi tôi kiếm kìa. Đôi dép phụ người ta đi. Đâu gì vậy? Ê, năm nay học lớp mấy rồi quên, thấy dễ xíu con vậy? Có 8 rồi hả? Trời ơi, trời đôi dép xuống dưới luôn rồi, mới nổi không? Nổi luôn hả? Bé dễ thương quá ha, đeo theo cái... Có mấy đứa đi đồng đồng, có phụ huynh đồ theo cũng sợ đỡ. Nó biết bơi nha. Ừ. Hai anh em buồn hả? Giống nhau quá ha. Này,
quần đỏ nè, quần đỏ với anh này giống quá. Đó là anh hai, anh này là anh ba hả? Nhưng mà anh này giống anh này. Thì anh này giống nào? Kìa có người đến đâu quá, đến đâu hả? Đâu? Đó là đó. Không phải lên đất đâu. Tắm này sao quá nguy hiểm quá. Tắm này sao nguy hiểm quá, đi lại chỗ kia tắm này đi ha, đi về đi. Sao quá không? Sao hả? Về ha, đi về ráng kiếm dép hả? Đi để. Có chiếc xuồng của anh. Em tên gì? Em muốn em quần đỏ tên gì của em? Quần đỏ rồi. Em tên gì? Tên Nguyễn. Nguyễn hả? Nguyễn hả? Thiện. Thiện nè, Nguyễn Thiện. Thịnh. Thịnh ai? Thịnh hả? Thịnh. Long. Vinh. Thôi đi đi, lãng đi kiếm đôi dép. Kiếm đôi dép phụ cái bạn kia kìa. Giờ đi, đi lên đi. Tự nhiên đi ghê đi. Sao mất đôi dép rồi cũng về về. Đi, xuống kia quay nữa rồi. Kia quay không? Quay một tí luôn hả? Quay coi chùm hút đây ha. Hồi nãy em trúng cái gì vậy? Trúng nó chạy chỗ đó gì vậy? Hả? Về bữa đó đi. Thôi, tối rồi. Ồ, mấy cây dừa này cháy quá trời luôn vậy. Từ bữa giờ mấy con đi tập thể dục từ đây đến hồi 6. Vậy thiệt luôn hả? Bữa nào cho anh đi với? Dạ. Dạ, không có lỗi với mà phải chơi dịch rồi. Giờ dịch rồi. Đây sao mà hồi kiếm được đôi dép thì các bạn này kiếm được đôi dép mà hả? Trời ơi. Nãy sao tự nhiên nãy ai cho dép của bạn này nè? Ở đây đánh thấy nhẹ nhàng dễ lên hơn ha. Ở đầu đánh lắm sâu quá. Có rồi, có đôi dép rồi. Đó là kiếm đi, không kiểu đâu, đánh chi hoài. Hồi nãy có kiếm to gì mà nó nằm. Có được đôi dép rồi. Chuyện toàn là dạ dạ không nè mọi người. Dạ. Nó hoàng về luôn á. Ôi trồng cái chuối hả? Hay gì hả? Để cái đầu xuống dưới luôn hả? Đưa hai giò lên luôn hả? Hay gì trời? Hồi xưa hồi nhỏ anh đắm xong anh biết làm gì không? Lấy cái dừa nôm. Cái dừa với cái chuối á. Ở gần trường học của Khánh đó biết không? Nó học lớp 8 rồi, nhớ xíu con vậy. Ờ, học. Vui quá ha. Lạnh không? Nãy giờ tắm lạnh không? Đúng rồi. Bình thường. Không, lạnh nó nhớ con. Hả? Hả?
ai kêu anh vậy? Ai có dựng trúng cái với xi măng á. Đừng xô coi dựng trúng xi măng á. Đừng xô nha. Tắm đừng xô nha, tôi tới trúng chứ. Ủa học lớp mấy rồi? Học lớp 8 hả? Trời ơi, lớp 8 nè, cái bạn kia mùa xanh nè. Mùa xanh lớp 8 nó xíu ta nè, là lớp 8 nó đuổi con nè. Em lớp mấy rồi? Em lớp 7. 7 mà đuổi con. Ê, đừng dẫn con gái đúng chết á. Giờ đây mình đang ngồi ở trên bờ xem mấy đứa nhỏ nó bơi dưới sông nè. Đó mình nè. Cái tiếng này giờ là mình cũng chưa biết bơi nữa, đi coi mấy đứa này bơi thôi chứ giờ mình cũng không biết bơi nữa. Lâu lên nhỏ nè. Sao lặn được chưa hay vậy? Nhỏ nó tắm sát bên mới bờ sông luôn mọi người. Trời nó biết bơi hay vậy? Hay vậy, đô con vậy? Chiều bữa nào cũng tắm bơi luôn, tắm sông luôn. Anh với anh tắm sông nên giờ mới biết bơi đó. Hay vậy. Tới giờ chỉ anh bí kíp biết bơi hồi nhỏ, anh bắt con chuồn chuồn á, anh cho nó cắn gúng á. Thiệt anh bắt chuồn chuồn cắn gúng mà tới giờ anh không biết bơi luôn á. Anh đừng hòa hồi đâu, nhưng mà anh phải từ từ anh bơi anh mới biết bơi. Dạ anh tập nước cạn á, nước cạn mà đứng á. Dạ hả? Anh bơi gạnh xong rồi chạy nước lớn á, đứng mà anh bơi qua sông bơi lại á, bơi qua bơi. Anh chuyên môn hồi nhỏ người ta chỉ bắt con chuồn chuồn á cho cắn gúng mà anh bắt hoài mà nó không biết. Cắn hoài luôn á. Mấy bữa trước nước cạn em bơi vậy giờ biết bơi luôn. Anh cho chuồn chuồn cắn gúng mà tới giờ vẫn chưa biết bơi. Em á là cái như mấy này kêu kem cả phao gà cái không, em cũng có nhiều người nói là bơi à. Em cũng anh còn em thì anh sợ giống như anh uống nước á, uống nước quá trời luôn anh sợ cái lên luôn. Còn em thì hai người hai thông của em chứ anh bò của em á tự nhiên kêu cái áo phao cái giục em xuống giữa sông cái uống nước quá trời luôn biết bơi luôn. Trời ơi hay vậy. Bữa nào mới nè đây học bơi cá rồi. Bữa nào ra đây bơi cá tụi em. Sông này nhỏ chứ sông này hả? Sông này nó tập chơi mà. Gì hay vậy? Lạnh rồi, lạnh chưa lên tắm đi. Vô đi, nghỉ đi. Ê đừng có xô. Xô lỡ té chết á, đừng xô. Đừng xô. Sớm em chiều á, rồi ơi. Nó phóng luôn kìa. Cái cây này cây gì có ai đưa có đốn nhà hả? Dạ đốn cái bà. Đốn mấy bữa rồi. Đốn mấy bữa hả? Mát quá các bạn ơi. Mát không? Trời ơi anh mang lộn đôi dép qua ai rồi. Chứ này chứ kia. Thằng Cao Yên nó chơi kỳ nghe. Ôi lục bình. Lục bình trâu kìa. Anh thấy cái gì độc lạ là anh quay đúng không anh? Ừ. Anh thấy gì độc lạ là anh quay hả? Sắp hết pin điện thoại rồi anh về luôn. Anh nhận đi anh ơi. Sao vậy? Đây coi mấy đứa nhỏ nó bơi nha. Ôi tắm chút xíu nữa lên. Mấy em lên nha. Mấy em lên. Tắm chút xíu nữa lên. Lên hả? Dạ. Thôi anh cũng về luôn nha. Bye bye nha. Hẹn gặp lại nha. Bye bye.